uống nước chanh bỏ thêm thứ này vào sau một tuần tiêu 5kg mỡ. Giảm 4cm vòng 2. Theo nhiều nghiên cứu, chanh đã được chứng minh là có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chanh rất giàu vitamin C, giúp tăng cường tốc độ đốt cháy chất béo và calo thừa trong cơ thể. Cả hai yếu tố mang lại hiệu quả giảm cân. Ngoài ra chanh chứa axit y e chích, giúp kiểm soát sự dao động của đường trong máu, làm giảm cảm giác thèm ăn nhờ tính axit cao mà chanh có tác dụng giảm sự hấp thu của đường từ thức ăn nước cốt chanh cũng giúp tăng cường việc hấp thụ canxi từ các loại thực phẩm mà bạn ăn lượng canxi này được lưu trữ trong các tế bào nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng càng có nhiều canxi trong tế bào thì khả năng đốt cháy chất béo càng cao nước chanh chứa rất ít calo không làm ảnh hưởng đến tổng lượng calo hấp thụ mỗi ngày như những đồ uống đóng sẵn khác Chanh chứa bét tin Có tác dụng làm giảm cảm giác đói Làm bạn ăn ít hơn Uống nước chanh thường xuyên giúp làm sạch ruột Giúp tiêu hóa dễ dàng hơn Hỗ trợ giảm cân vì chất thải lưu lại ở đại tràng Cũng làm tăng thêm trọng lượng cơ thể Một là nước chanh pha loãng Sử dụng một quả chanh Bắt kiệt nước rồi pha với một cốc nước Nước ấm vào mùa đông và nước mát vào mùa hè Uống thay nước lọc hàng ngày trong quá trình uống nước chanh bạn vẫn thực hiện chế độ ăn uống như bình thường chỉ có điều nên hạn chế ăn vặt và tránh ăn quá nhiều thức ăn có nhiều chất béo và calo. Ngoài ra khi uống nước chanh sau một thời gian sẽ không chỉ giúp bạn giảm béo nhanh mà còn hỗ trợ rất tốt trong việc làm đẹp da nữa. Hay là nước vỏ chanh. Những lợi ích của chanh không chỉ có ở nước chanh, mà ngay cả vỏ cũng có lợi cho sức khỏe. Vỏ chanh bao gồm một thành phần được gọi là betin, giúp giảm cân bếp tin thực sự có tác dụng giảm hấp thụ quá nhiều đường. Do đó, giúp duy trì cân nặng của bạn. Sử dụng 10 vỏ chanh. Nấu chung với 200ml nước. Nước sôi khoảng 10 phút cho vỏ ra hết chất thì tắt bếp. Để nguội và uống. Nước vỏ chanh có vị hơi the và đắng. Nên nếu bạn không quen có thể ăn một quả táo nhỏ ngay sau đó. Ba là trà xanh với chanh. Trà xanh bên cạnh tác dụng giảm mỡ bụng. Loại thức uống này còn tốt cho da, làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa nhiều bệnh tật. Công thức thì vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần nấu trà xanh theo cách bình thường. Khi uống thì bắt thêm vài giọt chanh để tạo độ chua. Một số lưu ý khi giảm cân bằng chanh. Không uống hỗn hợp nước chanh khi bụng đói. Thay vào đó, nhiều chuyên gia khuyên thời điểm tốt nhất để sử dụng loại nước này là khoảng 30 phút sau khi ăn. Không nên uống nước chanh quá chua hỏng giảm béo nhanh chóng, bởi chanh có tính axit cao nếu bạn uống nước chanh chua quá thì sẽ không tốt cho dạ dày. Ngoài ra, bạn vẫn phải duy trì việc uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, kết hợp thể dục thể thao điều độ để lượng calo dư thừa được đào thải hiệu quả.